Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Lúc này em vui đang có mặt tại huyện Phú Lộc, cách trung tâm thành phố khoảng 40-45 km, cái số đó mọi người. Đây trung tâm của Phú Lộc, đường xá rất là rộng rãi, sáng suốt, sạch sẽ. Hôm nay mưa, em về đến đây thì cũng có sợ mưa đi, có tầm ráo. Và tình hình là nhiệt độ tại Huế ngày hôm nay cũng 20 độ C thôi, lạnh, khá là lạnh. Đây là con đường quốc lộ 1A mọi người nha. Đi về đến Phú Lộc, ngang qua đâu em sẽ ghi hình để mọi người thăm lại. Thì đây là trung tâm thị trấn Lộc đó mọi người. Đường xá thì lộ 1A cho nên là nhà cửa thì đoạn này cũng ít. Ở bên kia em vui đang thấy có một ngôi chợ, khu họp chợ. Lúc này thì trời cũng đã mưa. Mưa rồi tạnh. Đây khu vực trung tâm, đây có chờ chi đây hả? Hôm nay chờ cầu 2. Đây là cầu 2 nước ngọt đây mọi người nha. Tại thị trấn Phú Lộc luôn. Họ chờ cầu 2. Lúc này thì trưa nên là khu này họ chờ. Còn lại lúc này tan tầm chờ rồi. Đây chờ cầu 2. Đưa mọi người thăm lại khu vực chờ cầu 2. Tên gọi cầu 2 nước ngọt. Thì là nơi đây, khu vực này. Đây hai bên đường cũng đã tấp nập. Thì trung tâm đó mọi người. Trung tâm của thị trấn. Nơi họ chờ dân cư khu vực này đông. Có thể là khu vực này dịch già cũng yên bình đây, không phải những sợi dây và những nơi mà phóng tỏa thì khu vực này vẫn đang bình yên với dịch giả. Trung tâm thị trấn Phú Lộc đây nha mọi người, phải cầu 2. Ta vừa ngang qua khu chợ thì lúc này là buổi trưa, 1 giờ trưa, cho nên là bên kia vẫn có dịch. Có nhà bị phong tỏa cách ly rồi mọi người. Như vậy là khu vực này cũng có dịch. Khu vực trung tâm này mua bán tấp nập, đủ ngành nghề luôn. Đặc biệt là hàng ăn. Khu vực này thì có bánh lọc, bánh lọc hồ
Thái đây, Phủ Lộc đây. Từ đi từ Phủ Bài về thì những cửa hàng Bần Lộc rất là nhiều, đặc sản của Phủ Lộc của mọi người là Bần Lộc, Bần Lộc gói. À, qua khỏi trung tâm mà của thị trấn thì tiếp tục đến với hai bên là nói chung ít nhà cửa hơn. Đó, xa xa thì ngọn núi cao cao đó thì phía dưới đi tiếp nữa thì chúng ta sẽ qua cái đèo rồi mọi người. Đèo có thể là đèo Phước Tường xong mới đến đèo Phú Gia, rồi mới đến đèo Hải, thăm đèo Hải Vân. Không hoa màu. Yeah. Thì hôm nay đưa mọi người về Phú Lộc, ngang qua thị trấn Phú Lộc. Cầu hai nước ngọt là nơi mà hôm nay chúng ta đi thăm. Chúng cùng chẳng có gì đặc biệt ngoài tình hình mưa gió lạnh với lại tình hình dịch bệnh, nên yên vui cũng đi khắp nơi ghi hình lại cho mọi người biết thêm á. Vì có nhiều người cũng ở xa rồi nghe quê hương mình đâu đâu cũng có dịch, cũng có nhiều nơi mưa chưa đi ghi hình được á. Hôm nay về khu vực Cầu Hai Nước Ngọt là thị trấn Phú Lộc ghi hình để cho nhiều người được thăm lại. Ở bên kia những nhà dân cũng có bị giăng dây phong tỏa và có dạng cái dãy cách ly tại nhà là mọi người là về khắp nơi. Những ngày qua mà những video em đi ghi hình nọ thì đều qua những nơi đều phải dịch cả. Cầu hỏi đi đây có khỏi cái cầu cầu hai rồi đi thêm một đoạn chúng ta có thêm cái cầu hỏi đúng nữa và chuẩn bị đến cái khu vực đó đi thăm. Đây là cái đèo bây giờ đeo ở Huế thì có đeo tường đeo giá thì mới chưa được có đi thăm hay đó mọi người. À đây là đeo Phước Tường, còn cái đeo thứ hai là đeo Phú Gia rồi mới đến đeo hầm Hải Vân. Trên khu vực hầm đeo thì rất là nhiều khoảng phục vụ cho các cái xe tải, xe khách, là nước rửa xe, nước thay xe đó. Qua cái cầu kia thì chúng ta sẽ vào hầm, hầm đèo Phước Tường. Đó là tình hình hôm nay như vậy. Hy vọng mọi người có xem thì cũng thấy thú vị và biết thêm tình hình tại Huế và khu vực thị trấn Phú Lộc nha. Đường quốc lộ 1A thì rất là nhiều xe trọng tải lớn, xe chạy bắc nam là mọi người cầu vượt GS đây thì trời mưa cho nên camera nó bị mờ liên tục và dừng lại nấu chua liên tục mọi người. Mưa. Lên đến cái cầu vượt này thì ta có thể nhìn tổng quan khu vực đó
phía dưới thì có đường sắt và bên kia thì có cánh đồng, mênh mông cánh đồng rồi vàng bạc rồi núi rừng rồi núi. Nhưng ngọn núi rất là nhiều sương mù trên đó mọi người, vì mùa mưa mùa đông mà nên, cho nên đi ngang thì chân núi thì nhìn lên rất là nhiều sương mù đó. Hầm Phục Tường 1 km mới tới hầm Phục Tường mọi người. Cái miệng hầm của hầm Phục Tường phong cảnh núi rừng xung quanh hai bên của nơi cái miệng hầm Tường. Rất là nhiều dòng xe chạy từ hướng Đà Nẵng ra Huế đó mọi người. Và quyết định chạy đi hầm luôn mọi người, hầm Phục Tường. Cho mọi người thăm đường hầm nha. Đi trong này thì nghe tiếng xe rất là ồn. Vào đây thì nghe rất là ồn về tiếng xe chạy trong hầm đó mọi người. Hầm cũng ngắn thôi. Cảm giác ồn. Rồi qua khỏi hầm thì như đi thêm một cái sổ nữa thì tới thêm một cái hầm nữa thôi, có lẽ em vui sẽ quay lại hầm một cái đường hầm của ngày hôm nay thôi. Tạm dừng video tại đây. Gặp lại mọi người trong những video sau. Khi xem mọi người đừng quên cho em vui một like, một đăng ký kênh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.